vangoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam, hãy truy cập ngay vangoc.vn, bấm dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua. Ok, chào mừng em đã quay trở lại mình. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ đi mở giới hạn sư phụ và đệ tử cho em Lick em Spy Z3 nhé. Ok, thì sau một ngày úp thì Lick em nó đã lên được 17 tỷ 9 rồi. Và đệ thì cũng lên được tầm 7 tỷ rưỡi, gần 7 tỷ rưỡi gì đấy. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi mở giới hạn nhé các bạn nhé. Ok, thì nói chung là mình úp full bùa các bạn ơi, tí mình cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ đi mở giới hạn nhé. Không biết có tốn nhiều ngọc không. Mình sẽ mở cho sư phụ trước này. Mở giới hạn lên 20 tỷ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ lưng cho đệ tử trước nhé. Ok, đệ thì đã lưng được lên 20 tỷ rồi. Lưng lên 25 tỷ này. Lưng lên 30 tỷ rồi các bạn ơi. Ok, thì sư phụ cũng lưng được lên 20 tỷ. Thì bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ vào link Vi Minh và chuyển một ít ngọc qua nhé các bạn nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vào lưu ý mình các bạn ở mình xí. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã gọi là cho Lick Vinh qua siêu thị rồi. Bây giờ mình sẽ qua map siêu thị nha các bạn nhá. Ok, và mình đã qua map siêu thị và chúng ta sẽ gọi là chọn ra một cái khu nào đó cho vắng vắng người xí. Ok, mình sẽ qua khu 21 nhá. Rồi mình sẽ chuyển gọi nói chung là chuyển một tí ngọc qua để gọi là mở giới hạn rồi mình đỡ phải mở nữa mà. Đó, khu bao nhiêu nhỉ, khu 21 đúng rồi, khu 21 90% là khu 21 rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ mình sẽ gọi là giao dịch cái giao dịch một cái ký sang bên Nick and Spider. Đó rồi, thì mình nói luôn các bạn là sức mạnh nếu các bạn đi ký ngọc ấy, sức mạnh bao nhiêu thì cũng được. Đó, còn các bạn mà mua được ngọc ấy thì phải yêu cầu sức mạnh trên 200 triệu nhá. Đó. Các bạn mình sẽ gọi là mua cái áo ký kia nha. 1k1 ngọc. Ok. Và hiện tại mình đã mua cái áo đấy rồi. Và chúng ta sẽ được gọi là 1k1 ngọc nhận thôi. 5% là mất bá nó 6 mấy viên ngọc, 6 mấy đến 5 mấy ngọc ấy. Ok, bây giờ mình sẽ qua lại làng Mori và chúng ta sẽ mở tiếp tục mở giới hạn, mình sẽ mở full luôn nhá các bạn nhá. Mình mở full luôn. Cho nó gọi là cho chất chơi người rơi rồi đỡ phải mở lằng nhằng nhằng nữa. Đấy. Cũng khá là ổn đấy. Không đến cái mức gọi là quá sida gì được vậy. Đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở. Ok, mở bản thân mình sẽ mở lưng giới hạn sức mạnh. Còn nếu các bạn mà mở kiểu như này này. Đây mình tắt cái tự động tập luyện đi đã. Ok. Ví dụ như các bạn mở bản thân, các bạn mở cái như này thì nó kiểu như các bạn không mất ngọc nhưng mà nó phải chờ thời gian treo rất lâu luôn. Ok. Bạn đã lưng lên 30 tỷ. Đây, hiện tại còn 800 ngọc nữa. Cứ lưng đệ tử đã nhỉ. 40 tỷ. Sẽ lưng đệ cho lên 50 tỷ. Ok. Đệ mắc rồi nha. Rồi, thì nói chung là đệ mình úp chả mắc được đâu nhưng mà cứ lưng lên cho nó chất. Ok, sư phụ thì cũng đã mắc rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là qua đây cho các bạn show cho các bạn xem số bùa mình mua để mình úp trong ngày hôm nay nhá. Ok. Đó. Bùa thì nói chung vẫn còn 8 giờ thôi. Đó, bùa trí tuệ X3, X4 các thứ mình test cho các bạn xem luôn tiềm năng này. Tiềm năng nói chung là được khá là nhiều đấy, không đến mức là quấy đâu, mình cho các bạn xem luôn. Thì nói chung là mình úp úp một ngày mình treo cả ngày các bạn ạ. Treo chắc tầm mất tầm mười mấy tiếng mình treo ở trên cái điện thoại mình cứ để mình có video hướng dẫn các bạn úp nhanh rồi đấy. Đấy, nói chung là cứ có bùa với một số món đồ hút cái là cân hết. Chẳng qua các bạn có cần úp hay không thôi, các bạn chăm chỉ tí là ngon ngay đúng không? Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ gọi là đi phi qua cái map kia. Rồi, thì show cho bạn xem, à từ tí mình qua kia mình úp xong mình show cho bạn xem luôn. Về chỉ số của em nó đã thay đổi những cái gì nhá. Thay đổi khá nhiều các bạn ạ.
thay đổi về chỉ số của đệ đó. Thì cái lúc kia ấy mình úp thì mình cứ nghĩ là khi mà kiểu như lúc lúc cái sức mạnh em Spice 3 là mười mấy tỷ nhờ, đâu mình nghĩ là 12 tỷ, hôm qua là 12 tỷ, xong rồi mình đệ mới chỉ là 4 tỷ thôi, xong mình úp, xong mình cứ nghĩ là úp nó cộng giáp lên nhiều, nhưng mà thực ra nó không cộng giáp qua các bạn ạ. Đấy, hôm qua là 404 giáp, hôm nay không biết bao nhiêu rồi, từ từ mình chuyển qua một cái khu nào đó ít ít người mình úp cái nha. Ok, mình sẽ qua khu 5 nhá, và mình sẽ dùng nick Vi Minh mua vài cái vệ tinh cắm cho nó sướng, đã mắt, úp cho nó phê các bạn. Nói chung là úp này thì mình cũng treo một mình thôi, cho mình không treo nhiều làm cái gì cho nó mệt ra. Ok, bây giờ mình sẽ cắm lên cái vệ tinh ở đây. Ok, rồi chúng ta đã có thêm một cái vệ tinh này, mình sẽ bật cờ lên cho bạn xem này, tiềm năng nhận được sẽ là bao nhiêu. Wow, 400k tiềm năng chưa có sự kiện x2 nhá, nếu có sự kiện x2 nó phải rơi tầm 7-800 đến 1 triệu. Đấy là mình mua full bùa nha các bạn nhá. Ngọc thì nói chung cũng khá là tốn. Đó, vừa từ nãy đến giờ tiêu mất tốn hơn 1k ngọc rồi. Nói chung cũng không đáng bao nhiêu đối với một số bạn, nhưng mà đối với mình thì nó cũng là một khoản tiền khá là lớn đấy. Ok, mình sẽ gọi là cởi một số món sức đánh ra để mình cho các bạn xem gọi là cái nick F-Spider 3 nó thay đổi sức đánh như nào nhá. Đó, ok, thì sức đánh hiện tại là 10.550, HP là 200.000, max HP và giáp vẫn 404. Thực sự mà nói mình úp nó không lên qua giáp luôn các bạn ạ. Úp ngày thường qua X2 không lên qua giáp luôn. Thực sự mình thấy khá là ấn tượng. Wow. Thì nói chung là treo ở cái map này thì nó cũng rất là phê, tại vì nó spam được ban quái, nhưng mà nó có một cái hạn chế là con đẻ nó toàn gọi là nó toàn phi, nó toàn kiểu như là nó chạy ra nó spam cái con quái bên cạnh kia, nó không chui vào tường, còn mình bật bảo vệ thì nó spam hai con, nó không được cái con ở bên trên đỉnh. Nếu mình bật tấn công nó sẽ lên được trên đỉnh nhá. Đó, và mình tiện đây mình hướng dẫn luôn các bạn cách treo cho nào không bị mất cái lối nhá, treo thâu đêm luôn. Ok, thì đầu tiên các bạn tải cho mình cái bản WAP VIP về, thứ hai là các bạn bật cho mình chữ CD lên đó, thì các bạn bấm ẩn thông báo đi và tắt và không bật sunbot, và các bạn dùng theo búp đậu thì các bạn búp theo thời gian này, tàn sát thì các bạn bật chỉ đánh quái thường và không nhặt đồ nhá. Tắt cái đầu tiên như thế này, các bạn tắt cái nhặt đồ đi đấy, các bạn chỉnh thông số ở đây tùy theo các bạn. Ok, tiếp theo là các bạn bật cho mình S0 để cho nó không bị di chuyển khi các bạn bấm tay vào. Đầu thứ ba là các bạn bật cho mình cái choáng này của trái đất nhá. Nếu mà trái đất thì các bạn thực hiện như của mình ấy, các bạn bật TS lên đó. Khi các bạn bật TS xong thì các bạn cứ để như này và treo, và mình khuyên các bạn lên tải thêm cái phần mềm đây này, Cap Second On này, đấy nó giúp sáng màn hình liên tục luôn. Các bạn để 24/24 là nó vẫn sáng màn hình. Có một số máy thì nói chung là tải phần mềm đấy nhưng mà nó vẫn bị tắt màn hình, mình chả hiểu nữa. Ok, và các bạn để máy ở dưới lèn lèn hoa nhé, cái lèn mà cho nó mát ấy. Đấy, các bạn để cả ngày nó cũng chả nóng đâu. Mình đã test và thành công, nói chung là cũng khá là ổn. Ok, yeah, các bạn nhìn nick Vi Minh bên cạnh nhà mình cho các bạn xem HP của em Vi Minh. Xấu trai. Ok, rồi bây giờ mình sẽ, đấy là có Chibi nhá, Chibi. Đó, ok, 5 triệu HP rồi. Rồi, ok, đây mình chỉnh một số đồ cho bạn xem. Đây toàn đồ 3 sao thôi, mình toàn dùng đồ 3 sao, không có đồ gọi là cao cấp để có thể dùng cho nó chất lừ luôn. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ gọi là ăn một cái bộ huyết lên này. HP nó cũng phải rơi vào tầm mèo biết bao nhiêu nữa. Ok, hiện tại là các bạn xem nó bao nhiêu, là 11 triệu huyết lên nào, 23 triệu, khá ấn tượng, quá tuyệt vời. HP quá khủng. Đấy là có GP thôi, nói chung là hết GP như nhái. Ok, thì thôi chắc video hôm nay thì mình
chỉ nói vậy thôi. Nếu các bạn có thể nếu thấy hay thì các bạn có thể like and subscribe ủng hộ kênh mình, và cũng như là bấm chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.